sách sử ghi lại, hát bội là môn nghệ thuật có từ thời nhà Trần, ra đời sớm hơn cải lương. Trải qua nhiều năm hình thành và phát triển, đến ngày nay, nghệ thuật hát bội đã mang hồn dân tộc Việt rất rõ nét. Một trong những điểm đặc sắc của môn nghệ thuật này đó chính là hóa trang. Không giống nhiều môn nghệ thuật khác, mỗi người nghệ sĩ diễn hát bội đều biết tự trang điểm cho bản thân dựa vào những quy tắc nhất định. Nghệ thuật hóa trang và hát bội thì là theo tính cách từng nhân vật và từng trung thần, nịnh thần, những giai tu tiên, những giai mặt kép đẹp, rồi có những mặt kép mà kép độc. Thì trong đó thì để sắm theo cho nó phù hợp với cái phục trang của mình đó. Giống như những cái mặt rằn ri, râu quắn này kia thì mình sắm những cái khuôn mặt nó dần dần để như là tỏ rõ cái tính cách của từng cái nhân vật. Còn bây giờ mình diễn tuần sử của mình thì nó cũng theo những cái nhân vật phản diện, rồi chánh diện thì mình sắm nó mỏng hơn, nhưng mà trên cái nền cơ bản của nó là theo tính cách từng nhân vật một. Để đoán biết tính cách và số phận nhân vật, người xem có thể dựa vào cách hóa trang của từng nhân vật. Hóa trang mặt đỏ đại diện cho trung thần, trung can, nghĩa khí. Mặt nền màu xanh là những người rất mưu trí, thông minh nhưng yểu mạn. Mặt màu vàng tượng trưng cho tu tiên hay sự từ bi nhà Phật. Màu xám nâu tượng trưng cho nông dân chất phác. Mặt rằn đen trắng tượng trưng cho người hung tợn, sức mạnh phi thường, hung ác. Màu vện xen màu đỏ là yêu ma, quỷ quái. Bộ râu cũng quy định tính cách nhân vật. Râu năm chòm dài xuống dùng cho các trung thần, tướng lớn. Còn râu mép ngắn đại diện cho các nhân vật nịnh thần. Râu mép hai bên ngắn nhỏ là các nhân vật hài hước. Râu đỏ là tướng ngoại bang. Râu bạc ngắn là quan văn trung. Lông mày trắng là thần tiên, người cao tuổi. Lông mày mềm mại, đơn giản là người hiền. Lông mày cong, bày múa là người đắc ý, kiêu ngạo, vân vân. Thường những vở diễn có tích từ Trung Hoa, vở diễn nói về tấm gương trung liệt trong trận đánh với Trung Hoa hay tuồng đồ nhân vật sẽ hóa trang mặt và mang phục trang sặc sỡ hơn tuồng sử có tích gần đây. Cái này là tuồng sử. Thì cái nhân vật này là nhân vật có thật. Bây giờ là khi mình sắm cái khuôn mặt này là mình sắm theo cái tính cách là sử. Nhiều khuôn mặt là dễ coi, đẹp, vậy thôi. Để cho khán giả họ dần vô sử thì ít khi nào mà vẽ những cái khuôn mặt rành rành đó. Sử mình vẽ những khuôn mặt chủ yếu là khuôn mặt mà theo tính cách nhân vật. Những nhân vật này còn trẻ tuổi thì sẽ là vẽ mặt đẹp thôi. Ngoài nghệ thuật hóa trang gương mặt, trang phục trong hát bội cũng rất phong phú, góp phần không nhỏ trong việc làm rõ tính cách nhân vật, bổ trợ cho vai diễn. Phục trang hát bội thì nó nhiều lắm, nó đồ sử cũng có, đồ tàu cũng có, tùy theo có nhân vật thôi là mình soạn ra. Thường thì có dây ác có, dây hiền có. Hiền thì mình lấy mấy cái áo mà của, nếu mà sử thì lấy chất liệu mà của giống như Ngọc Hân rồi đó, áo dài rồi đó là dây hiền. Còn dây dữ thì chỉ có giáp thôi. Vua thì cái màu vàng là vua chung, còn vua ác thì cái màu đen. Cũng là cái lông bào là vậy luôn mà nó khác màu thôi. Tương tự như quần áo của vua, quần áo của quan, quân triều đình cũng mang màu đỏ, còn quan, quân giặc, vai ác mang màu đen, màu vàng. Nó này là quan chung đó, Nguyễn Trãi rồi đó. Vô Nguyễn Ánh là cái dạng này. Này đồ thấy nữ đó. Nữ binh á, nữ binh thấy nữ, này là binh cho binh hiền, binh chung. Nữ binh mã thì là quân đen. Thay đồ quân thôi. Thế mặt đen.